Vân Trang tái xuất dọa ma khán giả trong phim kinh dị Oán. Sau khi dành trọn một năm đánh chiếm màn ảnh nhỏ, Vân Trang quay lại chinh phục rạp chiếu phim với tác phẩm kinh dị Oán. Sau khi nhá hàng khán giả với teaser trailer ma mị gây ám ảnh, ngày 8 tháng 12, nhà sản xuất phim Oán chính thức tung trailer và poster chính thức hé lộ nhiều nút thắt quan trọng. Trailer của bộ phim là hàng loạt các hình ảnh gợi mở chấp nối, gây sự tò mò cho khán giả, xen kẽ những thước phim kinh dị và âm thanh ma mị, các câu nói ẩn ý lấp lửng từ Vân Trang hay Dư Ánh Hồng như có những thứ mãi bí mật thì tốt hơn, hay có những thứ mất đi nhưng không có nghĩa là không tồn tại, góp phần dẫn dắt cốt truyện một cách khéo léo. Oán kể về chuyến đi Đà Lạt của nhóm bạn Luân do Tim thủ vai, An do Vân Trang thủ vai, Huy Nhi do Bella Mai thủ vai vì một hợp đồng công việc. Để tiết kiệm chi phí, cả nhóm quyết định tá túc tại biệt thự nhà Luân. Chuyến đi vốn tưởng là chuỗi ngày thư giãn của nhóm bạn, nhưng không ngờ họ lại bị cuốn vào những điều kỳ lạ xảy ra từ chính yêu cầu quái đản của khách hàng và ngay cả trong nhà của Luân. Tự như có một thế lực vô hình nào đó đang âm thầm quấy phá sự bình yên của ngôi nhà. Những sự kiện bí ẩn liên tục xảy ra khiến cha bà Kim, mẹ của Luân ngày càng rơi vào hoảng loạn. Trước tình hình của bà, nhóm bạn đã bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an. Trong khi đó, ông Đoàn là ba của Luân lại giống như đang che giấu lời giải đáp cho mọi chuyện. Sau một thời gian tập trung với vai diễn trong các bộ phim truyền hình, đầu năm 2017, Vân Trang sẽ chính thức tái xuất màn ảnh rộng trong Oán, phim kinh dị đầu tay do Huỳnh Đông làm đạo diễn. Năm 2016, cô tham gia cùng lúc hai dự án phim Danh Vọng Phù Hoa và Dòng Nhớ. Không chỉ viên mãn trong sự nghiệp, người đẹp còn khiến fan phải ganh tị với cuộc sống hạnh phúc bên ông xã cùng thiên thần nhỏ mới chào đời. Phim Oán còn có sự góp mặt của Tim, Bella Mai, Bạch Công Khanh, Kiến An, Dư Ánh Hồng, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 6 tây tháng 1 năm 2016. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!